Phải chăng em cố gắng mở đường, chưa thấy mặt người mà đã nghe tiếng la. Xe ta bon trên những dặm đường, giữa làng quê ta băng qua bao suối đeo đồi nương, mà xe ta bon ta chiến trường. Sắp tới là ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và ngày hôm nay mình sẽ lên phố đi bộ để đố các bạn các bài hát liên quan đến cách mạng này, nhạc đỏ này và liên quan đến ngày 30 tháng 4. Và mình sẽ các bài hát để các bạn đoán xem đó là bài gì. Các bạn đừng chê mình hát chán nhé. Xin chào các bạn. Thực ra là sắp ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thế nên là hôm nay mình sẽ có thử thách cho các bạn là đoán nhạc cách mạng. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé, các bạn có tự tin không? Em tự tin 75%. Ok, em chọn bài nào? Ủa gì vậy? Chắc khó lắm, lại đi. Bài gì ạ? À, đây là bài cô gái mở đường. Đúng. Đúng rồi, chính xác. Các bạn hát thử cái giai điệu bài đấy xem. Cô gái mở đường. Hát to lên, hát to lên, tự tin. Bài này cao lắm. Phải chăng em cố gắng mở đường, chưa thấy mặt người mà đã nghe tiếng la. Wow. Xuất sắc. Xin chào Việt Nam ạ. Đúng rồi, chính xác. Đẳng cấp. Bạn hát được bài đấy không? Em không được rồi ạ. Chị cho đây. Bạn xem lời là bạn hát được luôn. Ước mong về thăm chốn thiêng. Xong rồi là mong sao quê hương. Cho em hát đoạn đầu đi ạ. Bạn ơi nói cho tôi biết chung điều tên mà tôi đã mang, về mình quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong bên đất nước tôi. Đoạn này em không biết hát. Thôi hay quá rồi. Lòng tôi mong bên đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Một bài nữa nhá. Một bài hiện nay đang kiểu gần đây khá là hot TikTok. Biển tình đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ em, biển xanh cát trắng sông nhẹ. Ờ, em hát sai mất rồi. Có muốn hát lại không? Có, anh cho em hát lại. Ok, hát lại đi. Rất tham vọng. Em hát không hay nhưng đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ em, biển xanh cát trắng sóng mà nhìn thấy anh không còn những chiều vâng vâng. Thật là tuyệt vời. Bình thường em có hay nghe nhạc đỏ là cách mạng không? Em có, em thích mấy nhạc đấy lắm, nhưng mà em nghe cũng ở mức bình thường thôi, kiểu như là những cái số bài mà em biết là kiểu như là những cái bài phổ thông ấy ạ. Nhưng mà em lại thích những cái nhạc đấy. Em cũng hay cover những bản nhạc đấy. Thế bây giờ mở đầu cho thử thách, em chọn bài bất kỳ em hát một đoạn được không? Em đã quên mất tên bài rồi nhỉ, hay là em hát luôn được chị? Hát luôn được. Tên bài để cho các bạn comment đoán ở dưới. Xe ta bon trên những dặm đường, giữa làng quê ta băng qua bao suối đeo đồi nương, mà xe ta bon ta chiến trường. Chào em cô gái làm hồng. Bây giờ chị thật là cảm thấy rất là không tự tin về bản thân. Chắc là em biết nhiều bài thì chị sẽ đố em những bài khó hơn.
đoán được không? Em nghe có đoạn thì cũng lạ mà có đoạn thì cũng quen đấy chị. Là do chị hát chán thôi. Cái kiểu như là ngày đó sẽ không đấy kiểu à, không phải không. Bài này như là em không biết mất rồi chị ơi. Bài này thì trong bài này có chữ nhớ. Nhớ. Tên bài có chữ nhớ. Nhớ. Nhớ về cái gì? Nhớ mùa thu Hà Nội. Không. Nhớ về Hà Nội thôi. Nhớ về Hà Nội. Em có biết bài đấy không? Dạ em không. Thế không có dữ. Khó lắm. Đây lời nhá. Em chờ anh tới là tàu anh đi. Vượt qua núi. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn. Đúng không chị? Đúng rồi đấy. Là đúng rồi đấy. À vậy đấy là bài tàu anh qua núi. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, tàu anh qua núi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua núi mà lòng anh mơ tàu qua núi cao. Hay quá. Chào hai bạn, hai bạn tên là gì nhỉ? Em tên Ngọc Hà. Em tên là Ngọc Anh ạ. Các bạn có hay nghe nhạc cách mạng không? À, dạ, chỉ có bố em hay nghe thôi ạ. Thì chắc là hôm nay kiến thức khi mà nghe bố nghe nhạc ở nhà ấy thì chắc là em cũng sẽ biết một vài bài đúng không? Em mong là thế ạ. Thế còn em thì sao? Em cũng thi thoảng là nghe cùng bố ấy ạ. Nên là em cũng mong là em có thể trả lời được ạ. Sài Gòn đẹp lắm. Ừ. Em xin đó là Sài Gòn đẹp lắm ạ. Ok, thì hai em có hát được một đoạn để có bài này không? Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Tân mà hát bài này khó ghê. 2000 years later. Thế này có mà đoán được khối à? Chị thôi bài khác nhá. Hết cho chị. Hết cho chị, muốn hết lắm rồi đấy, chán quá. Không nghe ra. Nhớ về Hà Nội à? Đúng rồi, chính xác. Lỗi tại mình hát hơi chán nên là các bạn đi không đoán được. Thế có bài bài nhạc đỏ nào mà các bạn hát được không? Bài Chất Xe Tăng là năm anh em chưa chất xe tăng. À, hai bạn hát bài đấy đi. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay. Năm người như một. Thôi thế được rồi. À, xin chào bạn, bạn tên là gì? Em là Nguyễn Hoàng Trương ạ. Em có hay nghe nhạc đỏ, nhạc cách mạng không? Thỉnh thoảng em cũng nghe ạ. À, thỉnh thoảng. Thế chắc là mấy bài này em sẽ biết. Và thầy như thế này mới hoang mang ở đây. Mấy cái này em chịu rồi, mấy cái này em chịu thật. Chị đọc rồi. Dạ vâng. Đi dưới trời quê. À đúng rồi, đúng rồi. Đi dưới. Tiếp. Đi dưới trời quê sao bay phập. Lố thật. Sao đêm lấp lánh. Đây đây đây. Đi dưới trời quê sao đêm lấp lánh. Tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Đúng rồi. Thế bài đấy tên là gì còn nhớ không? Cô gái mở đường ạ? Đúng rồi, chính xác. Bài tiếp theo nhá. Cái này thì ấy có rồi. Ừ.
Bình thường đến đoạn này mọi người biết. Không, cái này em biết. Năm anh em trên một chuyến xe tăng à? Chính xác. Đúng không? Có biết hai bài đó. Dạ vâng. Năm anh em trên một chuyến xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một người, như năm ngón tay trên một bàn tay. Đã xuân trần cả đám người như một Bây giờ mình sẽ hát, không phải hát mà là kiểu để cho bọn em đoán, nhưng mà dạng trước luôn là cực chán nên là độ khó nhá. Tiến quân ca. Phải mà, quốc ca Việt Nam. Đúng rồi, chính xác. Các bạn có hát được. Ôi, hơi ngại. Em hát thì em hát cùng nhau nhé. 2, 3. Đoàn quân Việt Nam đi chung làm cứu quốc, bước chân tồn tang trên đường đời xa. Thế không ạ? Một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một đội, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã xung trận cả năm người như một hà. Oh my god. Các bạn có biết nhạc cách mạng nào bất kỳ cũng được. Không phải biết một bài nhưng mà có một câu hỏi em biết từ bé là giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiên quân trở về xưa mùa hoa nở. Được. Rồi, thế thôi ạ. Kiểu cái câu hát đấy từ bé lớn nghe ấy. Chào bạn, bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Tùng ạ. Giờ chị sẽ đố em về cái bài cách mạng nhạc đỏ. Lại không có lời. Hai đứa ăn được không? Nơi thành đô trong ánh điện quang. Tiếng nấc nghẹn câu cười khu nhà tranh năm cạnh cái gì cơ, năm cánh ngoại ô á, chắc là không biết đúng không? Đúng, không biết bài... nghe là lạ. Đây là bài Tiến về Sài Gòn. À vâng. Welcome to Việt Nam. Cái gì cơ? Như là cũng phải welcome to Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Hai bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Nguyễn Linh Chi ạ. Em tên Văn Thị Quý ạ. Đấy, bài đầu tiên. Không đoán. Lại nhá. Không đoán được. Chị sẽ đáp lời nhá. Xem có đoán được đấy là bài gì không nhá. Cùng mắt võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thảm, đường ra trận mùa này đẹp lắm. Đẹp lắm. Câu tiếp theo rất dễ. Tên bài luôn. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy các bạn trẻ hát hay không? Và các bạn cũng rất là am hiểu về nhạc cách mạng đúng không? Các bạn nếu mà có bài cách mạng nào rất là hay thì các bạn nhớ comment ở dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn các bạn video sau nhé. Bye bye. Anh muốn yêu em dài lâu. Anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Anh muốn yêu em dài lâu.